Hiện nay có nhiều trường hợp tự tử bằng thuốc diệt cỏ Paraquat, trong khi dùng thuốc này để tự tử thì lại không chết ngay mà vẫn tỉnh táo khỏe mạnh, thậm chí là vẫn còn sống tới 3 tháng sau. Tuy nhiên lúc này thì phổi hay là các cơ quan hô hấp khác đã bị phá hủy, bác sĩ dù có thần tài đến đâu cũng không thể cứu vãn được. Gánh nặng tự tử bằng Paraquat vẫn hiện hữu. Khi theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 trường hợp tử vong vì ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. Như là những ngày này thì ngày nào tại đây cũng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu do loại thuốc này. Nhập viện được 2 ngày, gia đình cho biết vì bế tắc trong học tập mà em nghĩ quẩn uống thuốc diệt cỏ ngay trong đêm. Khi được phát hiện đã tới ngay bệnh viện, nhưng diễn biến về sau vẫn rất khó lường trước. Dài cháu nằm phòng của cháu, thế tôi phát hiện như thế là tôi cho cháu đi bệnh viện ngay. Thế quần hồ sơ trên trường là cháu bảo lưu hết, vậy là quần nước quần tát thôi, tôi cũng không biết được con tôi sống như thế nào nữa, mà lại mãi có cứu được không? Gia đình nhà tôi quá khổ. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 2 đến 3 bệnh nhân vào điều trị. Hầu hết các bệnh nhân ngộ độc Paraquat thường là do tự tử. Đáng chú ý, ngộ độc Paraquat luôn làm khó các bác sĩ. Nhiều bệnh nhân ngộ độc nguy kịch thì sẽ tử vong trong khoảng 3 ngày đầu. Đa phần trong khoảng 5-7 ngày đến 3 tháng sẽ bị sơ phổi và tử vong. Một số ít thì sẽ hồi phục, nhưng mà tỷ lệ tử vong rất là lớn, 70%. Đa phần thì còn 30% thôi thì có cơ hội hồi phục, nhưng mà nó như thế là rất là thấp trong điều kiện chúng ta đã cố gắng hết sức. Phần lớn bệnh nhân sẽ tử vong trong khoảng thời gian từ 5-7 ngày đến 3 tháng và không có cách nào chúng ta dừng cái bệnh lại được. Và bởi vì là phổi nó cứ tổn thương nặng liên tục, nặng dần lên. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các chất này vẫn được sử dụng nốt 2 năm nữa.